Trong Thế chiến thứ hai, ngoài các xe tăng trị hà, trị nụ ra thì Nhật Bản cũng đã lên các ý tưởng về pháo chống tăng, với hỏa lực mạnh mẽ đi kèm khả năng cơ động ở mức tốt và đặc biệt là thiết kế càng giống mấy cái hộp càng tốt. Trong game War of Tanks Blitz, nhánh pháo chống tăng Nhật Bản mang tên Hori đang là một sự lựa chọn phù hợp với những anh em đang tập chơi pháo chống tăng, hỏa lực mạnh mẽ, chống chịu bền bỉ, cơ động linh hoạt là thứ mà bạn có thể tìm thấy ở nhánh xe này. Sơ lược về nhánh pháo chống tăng của Nhật Bản bao gồm 4 xe bắt đầu dễ nhánh, từ chiếc xe cấp 7. Các ông biết vì sao nhánh pháo chống tăng Nhật Bản đến cấp 7 mới phân nhánh không? Ngoài lý do là mấy tên dev Wargaming lười bổ sung thêm xe mới ra, thì một mục đích khác là cho mấy ông newbie lỡ đi nhánh STB một đầu tiên còn một cơ hội quay về hòa nhập với xã hội đấy. Đặc điểm chung của các xe trong nhánh này là pháo chống tăng thuần không tháp pháo, thiết kế xe to cao và đặc biệt trông rất giống mấy cái bia tập bắn di động. Nhìn cái phần hông xe với độ dày 50mm này đi, vẽ thêm cái vòng tròn lên nữa là chuẩn bài luôn. Về hỏa lực thì như mình đã nói, nhánh xe này rất khá trong việc gây sát thương, độ xuyên của các khẩu pháo lắp trên xe cũng đều ở mức tốt, chưa kể đến đạn vàng lắp trên các xe trong nhánh đều chơi xuyên giáp AP thuần thay vì xài APCR hay hít giúp hạn chế việc bị địch chặn đạn bằng giáp rỗng. Độ cơ động ở một số xe trong nhánh ở mức tốt giúp việc chuyển vị trí bắn tỉa hay đẩy cùng đồng đội cũng đều trở nên dễ dàng hơn. Khởi đầu nhánh với Cheetah SPG, đây là một pháo chống tăng có thiết kế thân gần tương tự như chiếc xe tăng hạng trung Cheetah. Ngoài việc tăng độ dày giáp giúp chặn sát thương uy tín hơn, khẩu súng cũng được thay thế thành khẩu pháo 10,5cm làm tăng sát thương mỗi phát bắn. Đánh giá về chiếc xe này thì đây là một chiếc xe dễ chơi, anh em newbie có thể làm quen với chiếc xe này nhanh chóng và ăn hành ít hơn nhiều so với các tăng cùng cấp. Đi sâu vào lớp giáp của xe, có thể nói đây là một trong những pháo chống tăng có bộ giáp tốt nhất cấp 7. Phần giáp mặt 150mm được vắt nghiêng cho hiệu quả, từ 185mm đổ lên, biết lợi dụng địa hình để tăng góc nghiêng của giáp nữa, thì nhiều chiếc xe cấp 8 nhìn vô còn thấy đỏ. Nhưng mặt xe cũng có một số điểm yếu đáng lưu ý, ngoài cái ụ quan sát của chỉ huy trên nóc xe ra thì phần viền vuông bao quanh súng cũng là một điểm đáng lưu tâm đến, nên bắn xong anh em vừa lắc vừa lùi nhé. Khẩu pháo 10,5cm lắp trên xe, vừa có khả năng xuyên giáp tốt hàng đầu cấp 7 vừa có thời gian nạp đạn nhanh. Hạ nòng lại còn 10 độ chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm spam đạn hiếm có khó tìm cho anh em khi chơi ở tầm cấp xe này. Nhưng mà lưu ý về thời gian ngắm và độ chính xác của súng một chút nhé. Bạn nên chờ tâm coi nhỏ lại trước, rồi hẳn khai hỏa để tăng khả năng bắn trúng xe địch. Khả năng cơ động của xe cũng là một điểm đáng nhắc tới với khả năng tiến 45 lùi 18 của mình. Cheetah SPG đủ sức đi càn trung với tăng hạng trung hoặc di chuyển đến các vị trí bắn tỉa thích hợp sớm hơn kẻ địch. Về điểm yếu thì chí mạng nhất là giáp thân và hông xe. Chỉ cần kẻ địch có cỡ nòng 122mm tạt được qua hai bên sườn xe của bạn thôi là đạn nổ bay vào xe đùng đùng, còn gặp mấy đứa 152 thì thôi, em pháo chống tăng Nhật Bản ngây thơ và anh chàng 15cm may mắn liền. Đến với chiếc xe tiếp theo, Hori Tai 1 là một pháo chống tăng cải tiến từ dòng tăng hạng trung Chiri. Với sự cân bằng giữa hỏa lực, bảo vệ giáp và độ cơ động đã giúp nó có chỗ đứng ở phòng đấu cấp 8 đầy khắc nghiệt này. Đánh giá sơ qua thì đây không phải là một chiếc tăng dễ chơi như Cheetah SPG cấp trước, yêu cầu bạn cũng phải có kỹ năng mới chơi tốt được, nhưng chắc chắn không yêu cầu cao như Constar 1 đâu, cho nên anh em chuẩn bị kỹ trước khi mua về nhé. Về khả năng chống chịu của xe, có thể thấy bộ giáp đã có một số thay đổi. Mặt trước xe được vắt nghiêng sơ hai bên, không những tăng hiệu quả nảy đạn đi mà còn tăng được độ dày chỗ này lên 230mm. Phần lớn tăng hạng trung, kể cả khi sử dụng đạn vàng cũng 50-50 khi bắn hai cái má này của xe, phiến che súng chiếm 1/3 diện tích mặt trước. Cũng là một điểm cộng cho khả năng bảo vệ của xe. Nhưng mà chúng ta đang nói về phần thân trên của xe thôi. Phần thân dưới với thiết kế đời tống của mấy con Panzer, phần giáp đặt đứng này là chỗ hút đạn lý tưởng từ kẻ địch với độ dày chưa tới 200mm. Dù phần thân dưới khá là gợi đòn nhưng so với hông xe thì phải gọi bằng bố. Với thiết kế xe to cao đã đành, hông xe còn được đặt gần như thẳng đứng với độ dày không đổi 50mm. Em pháo chống tăng Nhật Bản ngây thơ và anh chàng 15cm phần 2. Hỏa lực trang bị trên chiếc xe này cũng không còn quá nổi trội trong tầm cấp, với sát thương phổ thông 400 mỗi phát đi kèm thời gian nạp đạn loanh quanh 8 đến 9 giây. Việc solo đổi thiệt hại sẽ là một phương án tồi khi chơi Hori Tai 1, đặc biệt là thời gian ngắm bắn chẳng mấy nhanh nhẹ, chỉ ngang tầm tăng hạng năng đức cùng cấp, bạn sẽ phải cẩn thận hơi trong những phát bắn của mình. Điểm mạnh ở khẩu pháo này ngoài độ xuyên giáp tốt đến xe cấp 9 còn rén ra, thì khả năng hạ nòng 8 độ cũng là một con số không hề tệ, phục vụ đắc lực cho tận dụng địa hình để che đi phần thân dưới gợi đòn còn tăng độ dày phần giáp trên. Khả năng cơ động thì mặc dù công suất động cơ được tăng lên giúp xoay xe tốt hơn đôi chút, nhưng thiết kế xe to cao
bạn dễ trở thành cái bia di động cho các xe tăng hạng trung đội địch, nên cần chú ý đề phòng bị móc lốp. Khi chơi thì tận dụng địa hình để che phần thân dưới, cũng như làm tăng độ dày giáp mặt của xe lên, hạn chế lắc qua lắc lại, mà lùi luôn xuống vì hai má xe được thiết kế kiểu cắt góc, như này dễ bị xuyên khi bạn nghiêng xe. Đến với chiếc Hori đời 2, thiết kế của xe được sửa đổi lại khi đưa luôn phần cabin xe về sau thay vì ở giữa, như hai đứa đầu nhánh, dù nhìn kiểu gì thì nó vẫn giống cái bia tập bắn. Nhưng bia này được tăng độ dày lên cả mặt và hông xe nên cũng hạn chế được mấy ông hàng xóm 152mm qua nhà thăm hỏi. Phần thân dưới cũng đã gỡ bỏ kiểu thiết kế giáp đặt đứng, mà thay thế bằng một phần giáp vắt nghiêng ở góc 70 độ. Hiệu quả chỗ này có thể lên tới 400-500mm đấy, không đùa đâu. Giáp hông cũng được tăng nhẹ độ dày lên một chút nên Hori cũng có thể chơi kiểu đưa hông xe ra chặn đạn, nhưng mà lưu ý là góc nghiêng nhỏ thôi. Hỏa lực của xe cũng được thay đổi lại thành một khẩu 14,9cm. Sát thương thì không thể so sánh được với mấy ông 152 hay 155, nhưng có một điểm đáng lưu ý nằm ở sát thương đạn vàng. Các bạn có thấy gì không ạ? Trong khi mức chênh lệch sát thương của đạn thường và đạn vàng các xe có cỡ nòng truyền thống 152 hay 155 khá lớn, thì ở khẩu pháo này, độ chênh sát thương giữa đạn thường và đạn vàng chỉ có 15 thiệt hại mà thôi. Với đặc điểm này, ông nào thừa bạc chắc chuyển hết đạn thường sang đạn AP luôn cho nó máu. Được thì các ông dẹp luôn đạn nổ trên chiếc xe này đi, bắn AP còn sướng hơn. Với độ xuyên đạn vàng 340, việc đối mặt với những xe cấp 10 cũng không quá khó khăn đối với Hori Type 2. Còn với các xe cấp 9, thì đạn vàng bắn ra từ chiếc xe này xuyên ngọt sớt hầu hết các xe cùng cấp. Dù đặc điểm trên khá ấn tượng, nhưng nó cũng không thể lấp đi được hai điểm yếu lớn của khẩu súng này. Đầu tiên là giới hạn xoay nòng sang hai bên giảm xuống còn 10 độ, khiến việc ngắm bắn các kẻ địch đang cơ động dễ làm bạn phải xoay xe để đuổi theo mục tiêu. Việc xoay xe làm tâm ngắm bị vỡ ra và chiếc xe này tâm vỡ khá là to. Cũng may là thời gian ngắm ở mức tốt, vấn đề này không quá nghiêm trọng như các xe cùng cỡ nòng khác. Về điểm yếu chính của xe thì Hori tồn tại hai nhược điểm. Đầu tiên là lượng máu của xe khá thấp với chỉ 1.500 máu. Để mấy con như FV4005 hay AMX50B nó nhả hết băng, thì khả năng bạn hẹo khá là cao. Điểm yếu thứ hai là phần thiết kế của xe, với việc đưa cabin về sau, khả năng hạ nòng của xe bị giảm khá dù trên lý thuyết vẫn là 8 độ. Ngoài ra với thiết kế xe to cao, ẩn giấu của xe cũng không được tốt như các đồng nghiệp pháo chống tăng khác. Địch mà dùng đạn vàng thì với thiết kế cái bia hút đạn, lớp giáp mặt 250mm cũng không còn là cái gì đó quá ghê gớm ở phòng đấu cấp 90. Trang bị lớp giáp dày, khả năng cơ động của xe khá tệ, nếu đi lẻ thì dễ làm mồi ngon cho địch nên bạn hãy cố gắng đứng tuyến sau, nhưng không quá xa đồng đội để được ứng cứu khi bị tăng hạng trung đội địch móc lốp. Đến với chiếc xe cuối cùng, thiết kế thì gần tương tự như chiếc xe cấp 9. Nhưng có một số sửa đổi mà tôi không biết nó là cải tiến hay cải lùi. Dễ thấy nhất là phần vị trí lái xe thay vì vắt nghiêng như trước, thì được sửa đổi lại kiểu thiết kế Panzer đời Tống với giáp đặt thẳng đứng như thế này. Dù cho độ dày có được tăng lên đi chăng nữa nhưng như này là chưa đủ ở phòng đấu cấp 10, nên bạn cần chú ý việc che phần thân dưới của xe lại. Hông xe dù tăng độ dày lên 90 nhưng nhìn kiểu thiết kế như này thì khả năng làm bia tập bắn của Hori Type 3 khéo còn cao hơn. Thằng em đời trước lên tới phòng cấp 10. Thì ngoài các anh đẹp trai 15cm ra, chúng ta còn có thêm hai anh đại 17 và 18cm nữa, nên cứ cẩn thận hai bên hông xe để tránh cho tấm thân cơ hàng ngập ngụy lặng nhìn con đò sáng ngang mộng vàng ngày hóa cho tàng khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Nói về hỏa lực, đây là đặc điểm đáng chú ý nhất trên chiếc xe này. Sở hữu khẩu pháo 149mm đáng sợ nhất cấp 10 hiện nay là sự kết hợp hài hòa giữa sát thương, tốc độ bắn và độ chính xác. Khi bạn lắp tăng xuyên, độ xuyên tối đa mà bạn có thể đạt được lên đến 399mm, với loại đạn vàng được sử dụng là AP thuần như đạn thường, việc bị chặn bởi giáp rỗng sẽ bị giảm xuống mức tối đa. Ngoài khả năng xuyên phá khủng, đặc điểm sát thương của đạn vẫn giống như chiếc xe cấp 9 khi chênh lệch sát thương giữa hai loại đạn thường và vàng chênh lệch không quá lớn, bạn có thể tự tin dùng luôn đạn vàng mà không phải lo quá nhiều chuyện hụt sát thương như các cỡ nòng truyền thống. Điểm trừ lớn ở khẩu súng này là đạn nổ gây sát thương hạt tiêu quá thôi, gần ngang sát thương gây ra từ các cỡ nòng 128mm, nên bạn dùng luôn đạn AP cho chắc cốp khi bắn kẻ địch giáp mỏng nhé. Khi bạn so sánh hai chiếc Hori Type 2 và 3, bạn sẽ thấy có một khóa vật lý Ấn Độ liên quan đến hai chiếc xe này. Ở Hori Type 2, lớp giáp dày đã làm cho trọng lượng của xe lên đến 75 tấn. Để duy trì được khả năng di chuyển, động cơ được sử dụng khi lắp đủ đồ lên đến gần 1.000 mã lực. Nhưng sang đến chiếc Hori Type 3, dù độ dày giáp tăng lên đáng kể, chiếc xe này nặng chỉ có 60 tấn. Nước đi hay đấy. Với độ cơ động như này, việc bạn bị xoay vòng sẽ ít hơn nhiều so với Type 2. Hãy tận dụng thời gian nạp đạn chỉ nhỉnh hơn 10 giây của mình đi kèm với độ xuyên cao và khả năng bắn chính xác để áp đảo hỏa lực của kẻ địch.
Ngoài vai trò bắn tỉa thì bạn cũng có thể đi sau đồng đội để yểm trợ hỏa lực, tận dụng địa hình để che đi phần thân dưới, nên đi chung hoặc đứng gần đồng đội để nhận được sự bảo kê, tránh bị kẻ địch áp sát vào sườn xe vì dù có cơ động tốt, cũng khó mà cứu được bạn ở hoàn cảnh éo le này. Trên đây là video giới thiệu về nhánh pháo chống tăng Hoji đến từ Nhật Bản. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng ngần ngại mà cho mình một like và một đăng ký kênh. Nếu có thắc mắc hãy bình luận xuống phía dưới để nhận được những câu trả lời sớm nhất. Oh.